Bandit No! No! Lô má lên vãi luôn. Đủ quá, tao nghĩ rồi. Đi quá ghê vãi rồi. Má vừa nghe tiếp cái nữa. Sát con mẹ nó định. What the fuck is that man? I cannot understand that bitch. Đặt Wait, I know what to do, man. Cái hát đó nó không có lợi bằng mày đâu. Để cái chân kìa. Rồi đâu. Có chân bom skill như vậy. Coi rồi đứng ở trên á. Mấy giờ đứng ngoài này khó quá. Coi cam kìa, có cam mày coi được mà. Đâu cần phải ngó đầu lên đâu. Đó. Thanh niên đang đứng trong. Đứng trong chờ. Rồi hết. Không kịp đâu. Kệ đi. Cây gục mà chưa cứu luôn. Đồ mấy thằng kia gục không cứu luôn. Đéo cứu luôn. Ồ, nãy mới thấy thằng chạy ngang trong cái lỗ này. Ui, gì? Đó nữa. Có đó. Sau cái cột á. Tao biết lắm luôn, đùa bây giờ mới kéo cái cửa xuống ăn mền liền. Tao biết lắm mà, má tao nghi tụi bay lắm. Đồ má một viên. Má. Ê, từ tao scan cái beo. Bandit kìa, Bandit. Bandit ra rồi. Đầu rồi Bandit chưa chết. Lộn. Nó rút lộn. Có thằng ngay cầu thang chính. Rồi cái đầu nó nhìn nãy nhìn tưởng như Bandit. Đến check cái phòng đó bên. Má bị em bị tụt FPS rồi. Ê, đậu máy. Ê, camera đi không? Thôi đậu má hỏi chết với tí rồi. Camera thấp máu lắm rồi. Còn có 20 giọt à. Vô giúp beo kìa. Nice. À, thấy camera chạy xuống cầu thang rồi đang canh nó. Dead bullshit. Tôi lên lầu bài là coi xem có ai không. Lầu bài còn nha Hiếu. Cắt can trong sai. Ôi đụng á. Nó chọi bom ra ngoài quá, cho nó chọi bom ra ngoài quá. Có 7 cấp ca nha, có đường vô liền nha, có 7 cấp ca đó. Có hàng trong server room nè. Bandit với cấp ca. Server room. Nghe đây nè. Nó vừa mới chọi C4 ra ngoài mà nó chọi hụt quá. Thấy rồi, thấy dính rồi Bandit rồi. Phòng bên kia á, tao nghĩ là nó bên phòng bên kia hết á. Cấp canh trong phòng không, nhảy vô đi, Hiếu. Thấy nó bắn ra không? Pulse sừng dưới, phòng dưới rồi. Pulse ngay cầu hang chính nè. Cấp canh đây nè. Canh nó đi cầu hang chính á, có thằng Pulse á. Nó biết tàu rồi, tao còn hàng chính rồi. Nè. Phút chết rồi, phút chết rồi. Tao vô luôn, tao bắn nó luôn. Ê, đi. Nè, swat cho cái nè. This. Ô máu. Wow. Đúng sạm. Ủa hai lần rồi. This is amazing. Ô máu. Nó còn nhiều cái ta. Mấy tự nhiên nãy tao đạp cái cấp canh đó nãy chạy vô cái nhìn vậy thôi. Để ý mà. Ủa sao mày quá mày tụt lẹ dữ vậy? Máu nó hay máu mày vậy Hiếu? Máu tao. Sao máu mày tụt lẹ dữ vậy? Ừ tao bấm F ở mày. Tao thấy mày cầm cái tay mà ta. Thằng kia chưa chết, thằng kia có nó cầm tam vậy. Tao biết ngay mà, thế nào cũng vậy nữa mà. Cái này lần thứ hai rồi đó. Tao biết thế nào cũng vậy nữa mà. Đúng không? Mira chết rồi nha. Nó đập cửa kính chị ngó ra ngoài mới chứ. Rồi, tao biết chỗ đó. Cầu hang chính có nè. Cầu hang chính có một hàng nè. Không biết hàng nào thôi. Ừ, cái phòng đó có đúng rồi á. Bandit. Đợi hướng. Vô luôn hết. Ơi cầu hang. Cầu hang. Quất mặt nó luôn hết. Vậy rồi. Tao cần hút chơi nha. Bắn nó đi. Nice. Hai kia trong sai, trong khúc ngay bên đây nè. Ôi vãi tụt FPS. Ôi đây là cho mày nè. Trời vãi tao vừa mới tụt FPS. Ai bắn vậy? Disabling electronics. Ôi mấy ghê vậy. Hầu lên. Má nhìn mặt con Valkyrie hết hồn. Má mới vừa bị tỉa đâu đây. Này. Đồ má có. Coi đứa bắn lén ở đây nào để spot cho coi nè. Valkyrie. Đó, nó ngồi ngay đó đó, nó ngồi ngay đó đó. Đó, nó bắn lấy nãy giờ đó. Má, nó bắn trốn. Má, biết Bandit ở đâu rồi. Nó chạy đâu, chạy qua bên kia rồi Huy. Ê, trời đụ má. Nó vẫn còn đứng đó bà ơi. Ừ không, tại nó mới thấy, nó mới chạy qua quầy bo. Lồng má vừa mới quay đầu qua cái, đủ má thấy nguyên mặt đó luôn, hết hồn kìa. Nãy anh coi cam thấy nó đủ hết cái hồn, nguyên mặt. Má cái mặt nhìn tỏ thế luôn. Lên dịp. Hình như side clear này phải á. Side clear maybe. Ừ, mà side clear đúng rồi. Đầu máy nghiệp phải luôn. Nó đâu vậy? Nó đâu vậy? Lồng máy rồi, nó bắn mày từ lồng máy. Ở dưới cái cửa nó đục ra cửa chỗ cái chỗ nãy cầu thang mà nãy mình đép á, ngay cái phòng tủ lạnh đó. Nãy hả? Dưới em. Ờ dưới em không. Cái cửa ở dưới đất em luôn á. Ừ đó đó đó. Rồi. Đó cửa đó đó. Ủa má nãy check đéo thấy nó ta, đồ má nổ cái gì mà đéo thấy nó. Má nổ banh cửa rồi mà đéo thấy nó nè. Vô rồi hả? Tối sao mày? Không thấy cái đồng ngắm của con này. Clear. She down. The diffuser has been recovered. Op 4 last stop standing. Ủa thấy nó nằm xuống rồi ta. Ủa chết chưa? Ờ chết rồi mà. Side clear kìa. Nice. Mà đặt nguyên cái bẫy thì nó cũng bước qua nó thôi luôn. Có thằng tower này không? One guy the tower on top of your head, Chaco. Ê chết. Má ngu for real luôn. Trời. Hiếu ơi, Hiếu, cứu Hiếu ơi. Má tính đu dây, phiêu mà quá. Thôi bị luôn. Có con tin đó. Trời biết rồi. Thì đang canh con tin chỗ nào nè để phiêu vô mấy chỗ mà tụi nó hay đứng. Ê, có đứa đập cửa Hiểu. Rô, chết rồi. Ngay con tên luôn. Máy còn 6 giọt. Con cuối nằm đâu rồi? Cuối nằm đâu vậy? Ngay vô tên đúng rồi, vô lấy tên luôn đi. Thằng cuối không có đây rồi. Nhưng mà coi chừng còn hang. Ở đúng rồi, còn hang đó đó, còn hang đó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, mẹ! Chết rồi, chết rồi. Nice. Má cái súng của con lồn nó khỏe vậy. Nó ở đâu? Trong sân có hàng cái lầu. Oh, there's a mirror up, careful. Thấy một thằng. Hiếu, Hiếu, chết ra Hiếu. Tao bắn cho mày bắn nào Hiếu. Có thằng ở đằng sau cái chỗ tường này nè. Đằng sau cái chữ ngay góc luôn á. Knock. Activating drone. Drone's ready. À, spot vào cái nè. Ê địt mẹ nó bắn. Có thằng nằm ngay góc ngay đây nè. GG. Drone activated. Nằm ngay góc ngay đây nè. Hostile activity neutralize the threat. Securing the container. Resume securing the container. Secure the container. Nóc rồi. Mira cho nè. Rồi, tao thấy nó gắn gương nãy à. Đéo em có nhảy xuống không ba? Đéo em nhảy xuống luôn mày. Pulse, cái bộ này đẹp ấy chứ. Coi chừng Hiếu. Nó bắn từ trên lầu xuống hay sao á. Lầu bên kia nè. Tới giờ tao cũng không có cảm tình lắm với bộ elite của Slap. Có Valkyrie ngồi. Valkyrie ngồi ngay trên khoang luôn Hiếu. Hai thằng đúng rồi. Knock. Đủ. Tờ phớt. Đủ má lỗi vãi. Trời ơi. Cục lồn này đủ mắc in China sao? Sau lưng cái cột cái bò nó con thẳng. tự cứu được. Chứ tụi mới. Chứ tụi mới á. Nice. Lồn quá, chặn cửa hay phải luôn. Má lồn mà chọn cửa hay phải luôn.